Người bạn bè thân thiết của anh Long và chị Trang đang có mặt tại không gian thật ấm cúng và thơ mộng của Vietgangs Glamping Club để cùng với chúng tôi tham dự và chúc mừng cho tiệc kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai anh chị. Chúc các con luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn yêu thương nhau và dìu dắt nhau trong suốt cuộc đời, phần đời còn lại. Luôn hạnh phúc, luôn mạnh khỏe và luôn thành công. Mẹ chúc các con. Đấy là lời, mấy lời mẹ chúc các con. Và cảm ơn con dâu đã làm dâu mẹ 10 năm và sinh cho mẹ 4 đứa cháu. Cho mẹ một gia đình thật là êm ấm và hạnh phúc đúng nghĩa của nó. Cảm ơn con rất nhiều. Mẹ yêu hai con rất nhiều, mẹ yêu gia đình mình. Anh Long thì cũng có đầy đủ tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ vợ chồng em thì cũng chỉ nhớ chúc một câu là chúc vợ chồng anh sớm sinh quý tử, trăm năm hạnh phúc nha. Con 10 năm qua cuộc sống đã đem đến cho chúng ta không ít thách thức, nhưng nhờ có vợ, mỗi khó khăn đều trở nên nhẹ nhàng hơn. Vợ chồng mình đã cùng nhau vượt qua mọi gian khó, chia sẻ niềm vui và nỗi buồn. Và kết quả của tình yêu đó chính là bộ công chúa tuyệt vời. Cảm ơn vợ yêu vì đã là người bạn đồng hành đáng tin cậy và là một người mẹ tuyệt vời. Vợ chồng mình đã đi qua 10 năm hạnh phúc và tương lai sẽ còn nhiều điều tuyệt vời hơn nữa khi có nhau. Yêu vợ. Bà nội, ông bà ngoại đã luôn đồng hành cùng các con trong suốt chặng đường mấy năm vừa qua. Cảm ơn ông bà đã luôn giúp đỡ vợ chồng con trong suốt những cái khoảng thời gian mà con khởi nghiệp rất là vất vả. Và cảm ơn các cô công chúa đã đến bên mẹ và không bao giờ ốm để cho ba mẹ yên tâm để khởi nghiệp. Thật sự là rất là trộm vía, không bao giờ ốm cả. Cảm ơn con rất là nhiều. Cảm ơn chồng hôm nay đã dành cho buổi tiệc rất là bất ngờ. Thật sự hôm nay rất là cảm động bởi vì không nghĩ là có nhiều cái chương trình bất ngờ và phần quà bất ngờ như thế. Cảm ơn chồng rất là nhiều và chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây để chung vui cùng vợ chồng em ngày hôm nay ạ. Xin cảm ơn ạ. Ngày hôm nay thì là lễ kỷ niệm của hai em, thì anh xin chúc cho hai em sẽ 100 năm hạnh phúc, 5 năm nữa, 10 năm nữa, 30 năm nữa và 50 năm nữa chúng ta còn tiếp tục có những ngày lễ vui như thế này, và vẫn một người vợ đó và vẫn một người chồng đó không thay đổi. Chúc hai em 100 năm hạnh phúc và sớm có một đứa con trai nữa thì càng tuyệt vời hơn. Bao nhiêu năm chơi với lại nhà Long với nhà Trang thì mình cảm nhận được một điều, đấy là hai vợ chồng sống rất là tình cảm với tất cả mọi người xung quanh, tình cảm với gia đình, con cái, và đặc biệt là hai vợ chồng với cái cách mà hai vợ chồng yêu thương nhau nó rất là chân thật. Chúc cho hai em từ giờ đến chặng đường sau này thì sẽ luôn luôn yêu nhau, hạnh phúc với nhau như những năm vừa rồi, những năm mà bọn em đã trải qua. Nên thực sự là mỗi lần sang nhà em ăn cơm hoặc là chúng ta ngồi ăn uống với nhau, thực sự là anh có cảm giác như một gia đình ấy. Đấy, rất là vui. Nên nhiều lúc là rất quý những cái bữa cơm mà sang nhà em ăn và chúng ta ngồi uống bia với nhau. Nên thực sự là anh hy vọng là cái khoảnh khắc đấy nó sẽ
mãi mãi, và hai vợ chồng luôn luôn có thể rủ mọi người, những người thân thiết ở đây để đi cùng và chứng kiến cái niềm hạnh phúc của hai vợ chồng. Nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cưới của hai em, anh thay mặt đại diện cho tem bếp Trang Béo có món quà nhỏ nhỏ tặng vợ chồng. Chúc vợ chồng hạnh phúc, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Dù thời gian trôi qua và...